Rồi, tôi kiểm soát giấy tờ nhé. Hi, xin chào các bạn quay lại với kênh của Việt Nam Vlog. Thưa quý vị các bạn, trên mạng xã hội đang xôn xao bàn tán về một đoạn video xe BMW chạy trên cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn với tốc độ 223 km/h để kịp về đi đám cưới người yêu cũ các bạn. Vì quá vội ha, muốn gặp lại người yêu cũ để đưa tiễn người yêu cũ ha, đi lấy chồng, nên là anh này chạy với tốc độ rất là cao các bạn. Không hiểu bàn tán như thế, nhưng thật sự đây là đám cưới của người nhà thôi các bạn, không phải là người yêu cũ như trên mạng đồn nhau các bạn ơi. Đúng rồi, theo quy định chúng ta vừa xem video bên cạnh đấy, thấy chúng ta thấy được rằng đó là tình huống cảnh sát giao thông đang xử lý vi phạm đối với cái anh này ở Nông Cống, Thanh Hóa các bạn. Anh chạy trên cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn với tốc độ thần thánh 223 km/h. Đa số đường cao tốc ở Việt Nam chỉ chạy tốc độ tối đa là 100 đến 120 các bạn. Có nhiều ý kiến cho rằng là tại sao phạt anh ấy có 11 triệu và tại sao giam bằng anh ta có 3 tháng. Xin hứa các bạn là anh ấy vi phạm luật giao thông ha. Ví dụ không chưa gây hậu quả gì, thật sự đáng tiếc. Thật sự thì đa số đường cao tốc trên thế giới là chạy cho không giới hạn tốc độ nha các bạn. Đường cao tốc ở Mỹ cũng như là đường cao tốc ở Pháp, ở Anh thì đa số là không giới hạn tốc độ nha các bạn. Còn ở Việt Nam thì chỉ giới hạn tốc độ có 100 ha. Đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì ha, là 120 km/h, tuy là 4 làn nhưng mà chạy chỉ tối đa 120 thôi. Nhưng mà ở Đức là nơi là đường cao tốc tốt nhất thế giới cũng 4 làn nhưng mà cho chạy không giới hạn tốc độ nha các bạn, không giới hạn tốc độ. Thì theo mình là phạt anh tài xế BMW là 11 triệu và tước bằng 3 tháng là hợp lý chứ không có phải nhẹ đâu các bạn, không phải nhẹ ha. Anh ta chỉ chạy quá tốc độ thôi, mà trên đường cao tốc mà các bạn, trên đường cao tốc thì không có xe máy, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông thì thấp hơn là đường dân cư ha, đường quốc lộ rất là nhiều. Vì thế là chúng ta cũng là đừng có bình luận thái quá, đừng có cảm thấy tại sao sửa nấy quá nhẹ. Anh đang đóng biên bản rồi. Anh tả cho rằng đó là hợp lý, phạt 11 triệu và tước bằng 3 tháng là hợp lý nha các bạn. Ha, hợp lý rồi, không đến nỗi là quá nhẹ cũng như là quá nặng đâu. Sửa như thế là hợp lý. Rồi, video đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn ngay trên đường về thì còn ha, cả con đường dài anh chúc bạn an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, tiếp hành trình đi. Đăng kiểm anh gì lại?